Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi. Hiện tại thì mình đang đứng ở con đường mà chạy từ đây mà đi ra ngoài đường nhựa mà nó đã đi qua mấy cái đoạn lầy lội rồi. Thì hôm nay tranh thủ cũng là cuối tuần nên mình nói mấy anh em đến đây để đi tập trung mở một con đường mới các bạn. Ở đây thì trong này là nó cũng ngày xưa là cũng có một con đường rồi, nhưng mà từ cái đoạn đường này mà đến trong này thì là sẽ phải mở mới ra, tức là sẽ phải đi chặt cây. Chặt cây rồi là dọn các thứ các bạn. Để đây. Đây là cái con đường cũ của nó đây nhá các bạn. Đó. Đây là cái đường cũ này. Đây là đường cũ này, bây giờ sẽ phải đi mở rộng ra. Mở thêm hai bên. Bởi vì là bây giờ thì mình cũng muốn mời mấy anh lãnh đạo ở trên huyện. Mọi người có thể sẽ xuống tham quan cái chỗ ruộng lúa của mình, bởi vì mình lúa bây giờ thì nó cũng đang rất là đẹp rồi, muốn mời các anh lãnh đạo trên huyện xuống để thăm. Thế nhưng mà do là cái đoạn đường từ ngoài đường nhựa mà đi vào trong trang trại của mình nó xấu quá, mà xe của các lãnh đạo thì mọi người biết rồi, toàn xe đẹp nên lúc nào cũng bóng loáng, đi đường nhựa nó quen rồi. Bây giờ vào trong đường bản lầy lội này, mình mời các anh vào mà đường nó lầy quá, nó xấu quá thì cũng ngại, cũng xấu hổ thôi. Thế nên là mở cái tuyến đường này đi. Và cái quan trọng nữa là xe của mình ấy, đi nó đảm bảo cái an toàn, chứ bây giờ ngày nào nó cũng bị lầy bị lội, xong phải gọi anh em ra đẩy thì mất thời gian mà mất việc. Đó. Đây là cái con đường cũ này, và ngày hôm nay một lát nữa trong đầu giờ chiều, buổi chiều tối đấy, khi nào mà đi về thì là mình sẽ chạy thử con đường này, bởi vì đường này mình chưa đi bao giờ, chưa biết. Đó, chỗ này là ai đã chặt cây hết rồi đây này. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok, lo chào các bạn, mình tên là Rufin. Canh cổ tay là gì? Fazer carvão. Ok. Esse tá bonito, como é que você não mostrou, Vitor? Đường này đẹp thế này hôm trước không đi. Kể cả là đúng là hôm trước anh em mình không biết thật các bạn. Thực sự đây là không biết cái con đường này. Mấy cái cỏ này thì một thời gian nữa khi nào mà nó vào cái mùa khô các bạn thì toàn bộ cái cỏ này nó sẽ khô hết. Với cái đường này nó sẽ hiện rõ. Này cái này là do là hôm qua mình có hỏi em Victor đây, thì Victor là con bác trưởng thôn đây thì mọi người biết rồi. Đó. Đó do là cái đường này em Victor nói là đường nó có sẵn nó đẹp rồi, nên là mình không hô hào mọi người đến để làm, bởi vì là nếu mà khi nào mà mở một con đường mới thì là sẽ phải nói mọi người đông, chứ còn đây thì nó đã có đường rồi, giờ chỉ có đi chặt qua những cây nhỏ nhỏ, cây bụi như này thôi. Đó. Yeah. Bom dia, pai. Eu tô mối à? Ah. Vem, conta aí. Cho Domingo đi ra chạy xe vào đây luôn, xem đường này nó ok không. Anda de vaga, no así le la muy tu pa no. Pa pene no rela. Đường mới lại đi cho anh em chạy thử luôn các bạn. Đó, có bác này đang làm Papa, ta fazer aqui. Aqui. Aí. Tá onde? Đó. Bác thấy anh em mình đi chặt cây làm đường thì bác ra đứng bác xem. Mình hỏi bác làm gì, bác nói là bác đang đốt than. Tem muito carvão, pai? Yeah, tem. Quanto? Quanto saco? Lá tem muito lá. Bom dia, mamá. Tudo bem, mãe? Sim. Aí, tá bom.
À, ta cozinha. Tamo cozinhar. Ah, sim. Funs com couve. Couve, com peixe. Ah, peixe. Peixe. Carne, tá onde? Ah, é? Não tem carne. Não tem. Ah. Você cortar pau. Cortar pau. Depois juntar aqui. Daí, arrumar, tapar. Ah, tem que tapar também. Tem que tapar, depois de tapar, meter fogo. Ah, ok. Yeah. Sim, mas esse dia que tem chuva muito assim, carvalho não está sendo bem, não? Está molhado. Yeah. Tem que bater o sol para secar. Ah, sim. Para quando seca, é assim que acende bem. Ah, ok. Yeah. Sim. Đó, đây là công việc đốt than của người dân ở trong này. Nhưng mọi người biết ở bên châu Phi này, mọi người bên Angola, chỗ mấy anh em mình đang ở đây, mọi người sử dụng cái than này rất là nhiều. Những gia đình nào mà hoàn cảnh khó khăn, không có tiền mua bếp ga thì mọi người sẽ mua than này nấu. Và than này sẽ mua theo kiểu là mua theo ngày hoặc theo bữa. Ví dụ một bữa hôm nay sẽ nấu hết một cái túi như này thì là sẽ mua một túi giống như nhà em bắt tù ngày xưa thế. Giờ brigado né, vậy? Dạ, nada. Sim, sim. Cái đốt than này chủ yếu mọi người làm vào cái thời gian nó rảnh rỗi, khi mà không phải đi làm việc ở đồng nữa thì mọi người sẽ đi chặt cây. Ui, chặt cây sau đó thì gom lại thành từng đống rồi xong rồi đốt giống như thế kia. Và toàn bộ cái chỗ này mà cây mà đã bị chặt khô héo hết rồi, đây là mọi người chặt cái cây đấy để đốt than đấy các bạn ạ. Đây là những cái rừng này mà toàn cây bụi này thôi thì mọi người nhà nước chặt thoải mái thôi, nhà nước cũng không cấm mọi người chặt. Đây nó không phải là cái kiểu như là rừng già rồi rừng mà có những cây gỗ to gỗ quý ấy. Ở bên này không phải ở chỗ này, cái đấy thì nó ở xa hơn. Con đường này có vẻ là ok hơn. Xe đi nó, các bạn, đây là cái nền đất này nó cứng sẵn rồi mọi người ạ. Cái nền đất này nó cứng sẵn rồi, nó không phải là cái đất mới, không phải là một tuyến đường mới mà mới mở đó. Cái này là đất cũ từ ngày xưa rồi. Xe ba bánh mọi người cũng đó, SCT ra metaphor là lâu đây. Rồi. Đó, giờ sẽ mở đường này xong rồi. Một lát nữa mình sẽ chạy thử cái tuyến đường mới này ra đến tận đường nhựa tí ngoài kia luôn. Đó. Ví dụ cái gốc cây này là phải chặt rồi. Chỗ này nó hơi nhỏ, bắt buộc phải chặt đi. Và trong này thì là cái rừng cây bụi này nó nhiều hơn các bạn. Cái đặc biệt là cái giống cây gỗ này nó rất là chắc như kiểu là cái cây bạch đàn xoắn ở Việt Nam mình, thậm chí nó còn chắc hơn đó. Và cái cây này là đây là cái thành phần chính là mọi người chặt cái cây này để làm cái than, giống như cái chú kia vừa chặt ấy, là toàn bộ họ chặt cây này hết. Chặt cây này, cái cây này gỗ nó rất là cứng các bạn. Trong khu này thì nó sẽ nhiều cây cối hơn. Mấy cây này thì bắt buộc là phải chặt rồi. Đấy. Ui, cái đàn. Ui. Nào, esse tá bom. Tá bom. Esse não, só aqui. Isso. Đó, esse e esse aqui. Đó. Em nói định chặt cây này, nhưng mà mình sẽ giữ lại các bạn. Chặt một cây thôi. Chặt cây ở giữa đường thôi. Còn cây này nó ở sườn thì ok, không vấn đề gì.
Avança. Aqui tá bom. Chỗ này nó là cái đường mòn đấy các bạn. Chỗ này nó là cái đường mòn thôi. Ê, Kaliji Asaki. Đây này. Đây. Yes, Itame. Chặt mấy gốc này phải chặt hết đi các bạn. Không thì lốp xe mà trèo ở đây cái là thủng luôn. Trong này mà thủng lốp thì mặc dù là có lốp dự phòng nhưng mà nó cũng thiệt hại các bạn. Đó, thế nên là những cái gốc đấy là sẽ đi chặt hết đi. Rồi cả cái cây. Ôi chết rồi. Chỗ này hơi vướng một tí rồi. Ôi chỗ này cái cây này hay nhỉ. Cái cây này tự nhiên nó lại đó. Đó, có cái nó uốn như kiểu thành cái ghế luôn. Đó. Cái cây này nó như cái ghế luôn các bạn. Để ngồi ở đây được luôn này. Đó, Kaliji Kotaes. Nào, Esi, nào, Esi Grande nào. À, bây giờ mới nhìn ra cái cây kia là nó lại cong cong kiểu này. Espera, espera. Đây, Esaki. Lại nghiêng cái này. Đó, cái này nó hơi nghiêng chỗ này là nó chạm vào xe. Ok, không vấn đề gì. Tamo. Esides. Cái này sẽ để không cắt. Cắt cái này, cắt chỗ này. Cua một tí. Nắn đường một tí các bạn ạ. Giữ lại cây. Đấy, Rufino, vai. Espera. Giờ mình lấy xe để mình phải trực tiếp kiểm chứng cái đường này xem như nào. Vitor. Cái đấy bắt buộc phải cắt. À, đúng rồi. Đây, đóng một phát thẳng tưng luôn. Bỏ. Hai em giờ quyết định rồi các bạn ạ. Đó, mặc dù là khi mà mình làm cái tuyến đường này thì cũng sẽ phải phá một vài cái cây. Đó, nhưng mà đây thì nó không phải là cái khu vực, không phải là khu vực rừng cấm các bạn. Đây toàn những cây bụi thôi. Và trong này người dân cũng đã chặt rất nhiều cây để làm, để đốt than các bạn.
chỗ này như là cái đường này. Đó, đây đây, cái này chạy vòng ra kia cũng là một cái đường để cho mọi người đi. Ở đây khi mọi người mở những con đường tắt thì mở những cái lối đường tắt đi thì thông thường sẽ phải phá bỏ một vài cái cây đi rồi. Espera deixa vou puxar carro, senão esse cai aqui. Onde? Xịt thế không mà không vừa. À đây bánh nó trèo vào đây. Bánh xịt vào đây rồi. Bánh bên này cũng xịt vào đây rồi. Không đi được. Thôi, cái này. Bỏ. Espera. Espera deixa esse cortar, depois você cortar aqui. Nào. Đây. Đó các bạn ấy, đây là cái tuyến đường từ đây mà chạy ra đến trang trại. Đó. Đây là cái đoạn khó khăn nhất thôi. Ra đến đây thì nó đã xong rồi. Đó, ra đây thì giờ mình S quạt à. S weekend. Đó. Từ đây sẽ cua vào đây. Aqui tudo bonito, né? E aqui. À, lá no fundo. À. Rồi, bây giờ agora sim. Sobe. Anda. Yeah. À. La entrada para mi conhece bem. À, bây giờ sẽ nói anh em ngồi trèo hết lên xe để mình đi cái đường này, bởi vì đường này chưa đi bao giờ, chưa đi cho nó biết đường đã. Xong rồi đưa ra đến anh em ra đến đường nhựa, xong rồi quay lại. Gấp quá. Đi Miguel. Đường này thì đẹp rồi các bạn. Cái đất này là chắc chắn nó sẽ rất là cứng rồi. Đó, các bạn bắt đầu thấy xuất hiện nhà dân rồi. Và cái đường này thì nó sẽ hơi xa hơn một chút, thế nhưng mà cái quan trọng nhất là nó không bị xa lầy. Ví dụ sau này có mời ai đi vào trong trang trại thì cũng quê. À, đó ra đường nhựa luôn rồi. Để phải định dạng cái đường này. Aqui pau de manga. Entra. Ok. Đó, biết đường rồi các bạn. Cái quan trọng là cái lần đầu tiên đi thôi. Đi một lần thì mình sẽ nhớ luôn. Rồi anh em sẽ quay ngược lại trang trại để cho mọi người cùng xem cái tuyến đường mà để anh em mình mới phát quang xong. Thank you.
Thôi các bạn, anh em đã về đến nhà rồi. Còn đây là cái cây này là anh em mình đang chuẩn bị để cắm xuống, xong là cắm xung quanh ruộng lúa để lấy cái dây bóng quây lại, hạn chế tối đa cái độ mức độ chuột nó vào. Đó. Anh Quý thì đang đi trồng mấy cái khóm chè trước cửa nhà đây. Chỗ này sẽ làm một cái đường đi vào, hai bên này là có chè rồi. Ra đây là rẽ sang bên này, đây rẽ sang bên này, đó hợp lý luôn. Cái này là chuẩn bị uống rồi đấy anh nhỉ? Làm gì sang năm, tầm khoảng độ đôi tháng nữa thì lá to thì là uống tốt. Đôi tháng nữa là cứ vặt ra uống dần thôi. Ví dụ cái này, cái lá này to là vặt được rồi đấy. Đấy, lá to là vặt được rồi đấy. Rồi anh em sẽ để anh em nghỉ ngơi đi ăn cơm, ăn trưa, sau đó là đầu giờ chiều nó bắt đầu sẽ đi tiến hành vào là đi cắm cái que này vòng quanh ruộng lúa luôn.